Hello, Hiền xin chào buổi sáng. Trời ơi, Hiền nói ra khói luôn cả nhà. Chào buổi sáng cả nhà nha. Hiện tại bên Hiền là bây giờ là hơn 7 giờ sáng á. Ôi, nói ra khói luôn. Hả? Giống như hút thuốc vậy. À, thì bên Hiền á, hồi sáng này Hiền chở ra đi học rồi. Bây giờ về để chuẩn bị cho Riley nó đi học á. Hiền mới thấy chiếc xe của Hiền. Chiếc xe này Hiền để ở ngoài lâu rồi Hiền không có chạy. Mình mới quẹo vô nhà để chuẩn bị đưa ra lì đi học á, Hiền thấy chiếc xe nó đông, ở trên nóc nó đông đá hết luôn cả nhà ơi. Bây giờ là khoảng 1 độ C thôi, ít bữa nữa là dự báo thời tiết nói là sẽ xuống âm độ luôn á. Rồi Hiền thấy nguyên một cái lớp đá ở trên mặt kính với trên cái mui xe á, để Hiền quay cho cả nhà xem nha, nó lạnh kinh khủng luôn á. Nè cả nhà, đó nước đá không, mà cái này mà xe này mà lấy chạy đi làm là cũng phải để một hồi cho nó tan mấy cái này ra. Ủa, ghê chưa, ít bữa nữa còn lạnh dữ nữa cả nhà ơi. Bây giờ từ giờ trở đi là vô tháng này là lạnh kinh khủng lắm. Ủa, cái này hiền rạch nè, nước đá dễ sợ không. Kiến à, kiến thì nó đông ít à. Ôi, cái kiến phía trước nè. Ôi, nước đá. Ủa, lạnh lắm luôn á cả nhà. Trời ơi, coi nè. Quá trời lạnh rồi. Ít bữa nó không biết sao chịu nổi đi. Nói chuyện mà ra khói y như là hút thuốc vậy. Đó, nghe không? Tại xe này Hiền để ở ngoài á, cho nên nó có sương nó đông lại vậy á. Thôi, quá trời lạnh rồi. Thôi để Hiền vô, Hiền chuẩn bị cho Riley, chở Riley để đi học để trễ giờ. Đi con đi trước đi. Bye bye Lì nè. Bye bye. Hiền mới đưa trường con Lì tới trường rồi. Trời ơi, bà đi học trời lạnh này cái bà làm biếng á. Bà làm biếng cái bà miếu, bà khóc. Lạnh quá làm biếng đi học. Cả nhà thấy không? Cỏ còn xương trắng trắng nè. Tại bây giờ nắng lên rồi cho nên nó bớt tan bớt á. Chứ hồi nãy Hiền đưa ra đi học sớm là còn á. Còn nhiều. Cỏ còn xương trắng. Lạnh nhưng mà bữa nay là không có gió bằng hồi hôm qua. Bữa nay trời trong nè, trời trong xanh đẹp nè, nhưng mà chỉ có lạnh thôi, nhiệt độ thấp. Bây giờ là Hiền tranh thủ đi làm, tụi nó đi học là Hiền đi làm trễ lắm. Chờ đèn xanh đèn đỏ. Đi học trễ rồi. Bên này đi học trễ rồi. Cái này của Noel ta còn chưa gỡ ra. Hiền đang chạy xe đi làm đây cả nhà. Hôm nay cả nhà mình đi làm với Hiền thử coi coi thời tiết lạnh lẽo như vậy coi coi mình làm ăn có khấm khá không nha. Chứ lạnh vậy Hiền nghĩ không biết khách đâu cho mình làm nữa. Tại cái nghề này là mình phải ngâm nước rồi đó cả nhà. Lạnh vậy đâu có ai can đảm mở giày mở dép ra ngâm nước làm ha. Đâu hôm nay cả nhà mình thử đi làm với Hiền thử coi coi hôm nay Hiền kiếm lúa kiếm thóc đồ có ổn không ha. Rồi đi nha cả nhà ha.
cái tiệm còn 1 phút nữa là 9 giờ đó cả nhà. 9 giờ mở cửa. Mình không có đi trễ nha, mình tới tiệm còn 1 phút nữa mới 9 giờ. Chạy muốn có cờ luôn. Lên đây được số 21 rồi cả nhà. Hiền tưởng đâu Hiền đi trễ dữ lắm chứ. Cũng được 21, cũng có số lắm á. Giờ Hiền đi kiếm chiếc xe. Tại Hiền nghĩ không phải xe mình. Hiền nghĩ 1-2 ngày á, ngày ốp của mình á, mình nghĩ mình cất chiếc xe của mình. Giờ không biết cất ở đâu, giờ tìm ra luôn à. Tìm chiếc xe để phiêu đồ. Đây, chùm bao lông nằm nè. Tại Hiền nghĩ tới 2 ngày lận, cho nên đồ Hiền cất. Giờ đem ra phiêu, sắp xếp. Đây là kiếm chiếc xe đi kiếm lúa của Hiền nè. Bây giờ Hiền phải đi phiêu mấy cái này cho đầy nè. Đầu tuần mình vô mình phiêu cho đầy, Hiền phiêu một tuần, Hiền mới phiêu lại một lần. Đó. Chiếc xe đi lụm lúa đó. Mỗi người có một chiếc nha cả nhà. Đó, đây xe của người ta. Rồi bây giờ đi phiêu mấy cái này vô cho đầy nè, để mình chuẩn bị tinh thần mình hốt nha. Đầu khách đầu tiên. Ai kêu vậy? Ok ok, để chị lấy xe á cưng. 10:30, 10:40 thì ngươi làm người khách đầu tiên nha cả nhà. Giờ kéo xe đi. Thấy không hên rồi đó. Sáng sớm mà một chén. Sáng khách đầu tiên mà làm thường rồi đây. Mớ hàng thì không vui rồi đó. Thôi kệ đi, có làm còn hơn không, lạnh lẽo quá mà. Cho miếng chanh đi cho sạch sẽ. Rồi lụm lúa nghe cả nhà. Chắc hôm nay Hiền nghi quá cả nhà ơi. Hiền nghi hôm nay thúi hẻo. Tại bây giờ là gần 12 giờ rồi, 15 phút nữa thì 12 giờ. Mà Hiền mới làm có con thên đầu à. Mà cái thên của Hiền làm có thên thấp nhất có 30 mấy đồng. Không biết từ giờ tới chiều được 5-6 thên không nữa. Thôi kệ, mùa này bắt đầu hình như vô mùa này là mùa vắng á cả nhà, mùa vắng của cái nghề neo này á. Thế rồi, tại vì phải đóng, người ta lo, người ta mới gì chơi lễ nè, Noel nè, Tết nè, rồi chuẩn bị tới đây là người ta phải đóng thuế nè, đóng thuế nhà rồi đóng thuế cá nhân nữa. Nhiều lắm, cuối năm là ở bên Mỹ thì cuối năm là chi phí rất là nhiều cho mấy cái vụ đó, đóng thuế nhà, thuế thu nhập của mình, rồi Noel lễ lộc rồi đó, chi phí nhiều lắm. Cho nên cái mùa này là mùa ế của neo, người ta phải bóp chặt lại, hạn chế lại, bớt ăn xài lại, xong bắt đầu qua tới tháng 3 bắt đầu người ta mới trở lại. Tháng 3 là ấm lại, người ta mới trở lại bình thường. Lên thên thứ hai nha cả nhà.
Hello. Thên thứ hai. Không, cũng không có được lớn lắm. Tiền cũng làm bình thường à. Nhưng mà được cái là cổ có sân treo rồi đó. Cho nên mình cộng thêm tiền được vô. Cũng được. Người ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng là đúng rồi đó. Sáng giờ bốn người y chang như vậy. Bốn người đều giống nhau luôn. Lộn chén rồi. Không. Ủa ai chơi kỳ vậy? Ai bưng dĩa của em? Cái này dĩa của chị nè. Tại chị gắn cái... Bây giờ là ra kết quả sổ số. Sáng giờ Hiền làm bị Sukana lắm. Người ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng. Sáng Hiền gặp người khách mở hàng làm thên nhỏ, cái nguyên ngày nay làm thên nhỏ luôn. Không biết nay cộng được nhiêu nữa. Giờ cộng nè. Kết thúc một ngày làm việc. Hôm nay lụm lúa cũng đỡ đỡ, mà nói chung đỡ cũng được. Thôi kệ, mùa này mà ha cả nhà. Có còn hơn không. Đi làm ngà, đi làm cái nghề này mà ngày này mình bù qua cho ngày nọ, ngày đông thì mình bù qua cho ngày vắng. Bây giờ đi về thôi. Cũng xong một ngày. Bye bye cả nhà, gặp lại cả nhà sau nha.